Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số thông tin đáng chú ý trong tuần qua. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã cải tổ nội các vào ngày 28 tháng 8 trong một nỗ lực để tăng cường ủng hộ từ người dân, vốn đã bị suy giảm mạnh mẽ do chương trình buộc bụng. Trong đó đáng chú ý là Bộ trưởng Nội vụ Panos Kolet được điều chuyển làm bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Syriza. Còn cựu Thứ trưởng Kinh tế Alexis Haritsis được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ, Tổng thư ký Nội các Mikalis Kaloriro được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Tư pháp thay ông Stavros Kontonis. Ngày 27 tháng 8, Mỹ và Mexico đã thống nhất được một thỏa thuận song phương về sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng. Đến rạng sáng ngày 29 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Canada và Mỹ cũng đã chính thức nối lại vòng đàm phán về hiệp định này. Điều này thể hiện mong muốn của Canada về việc tiếp tục là thành viên của NAFTA, mặc dù sẽ phải chịu nhiều sức ép từ Mỹ liên quan tới ngành công nghiệp ô tô, cũng như các quy định giải quyết tranh chấp. Sau khi đánh bại nguyên Thủ tướng Malcolm Turnbull trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tổ chức ngày 24 tháng 8, ông Scott Morrison, Bộ trưởng Ngân khố kiêm quyền Bộ trưởng Nội vụ, đã chính thức trở thành Thủ tướng Australia. Ngày 26 tháng 8, tân Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố danh sách 22 bộ trưởng mới trong nỗ lực kiện toàn bộ máy chính phủ vốn đã bị chao đảo bởi cuộc khủng hoảng chính trị diễn ra trong suốt một tuần vừa qua. Ngày 29 tháng 8, Mỹ đã khởi động một vụ kiện chống lại Nga tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, thách thức biện pháp bảo hộ đặc biệt mà Nga sử dụng để tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ nhằm trả đũa việc Washington áp thuế đối với các sản phẩm nhôm và thép của Nga. Trước đó, Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về việc Mỹ áp mức thuế nhập khẩu mới 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 16 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến của hơn 2.500 người trưởng thành trên khắp Hàn Quốc được công bố ngày 27 tháng 8 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống nước này Moon Jae-in đã giảm xuống còn 56% vào tuần trước, giảm 0,3 điểm phần trăm so với tuần liền trước. Theo tổ chức tiến hành thăm dò ý kiến, tỷ lệ ủng hộ ông Moon Jae-in giảm mạnh do người dân Hàn Quốc ngày càng lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế. Thưa quý vị, từ ngày 23 đến 29 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia và Cộng hòa Ai Cập. Trong đó, chuyến thăm Ai Cập diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Điều này càng khẳng định mối quan hệ chặt chẽ lâu đời giữa hai nước. Chuyến thăm này chính là chủ đề của chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Chuyến thăm chính thức Ai Cập của Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu từ ngày 27 tháng 8 với lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống Ai Cập. Ngay sau đó, Chủ tịch nước và Tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah al-Sisi đã có buổi hội đàm trong không khí thân tình và hữu nghị. Đây là lần đầu tiên một vị Chủ tịch nước Việt Nam đến thăm Ai Cập. Chuyến thăm diễn ra ngay đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, hài lòng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian gần đây. Với việc tổ chức kỳ họp lần thứ nhất của Tiểu ban Hợp tác về Thương mại và Công nghiệp tại Ai Cập vào tháng 4 năm 2018 nhằm triển khai các kết quả đạt được tại kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Ai Cập tháng 8 năm 2017. Chủ tịch nước đề nghị Ai Cập tháo gỡ các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam tiếp cận thị trường Ai Cập, đặc biệt là các mặt hàng thế mạnh như nông thủy sản, vật liệu xây dựng, sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý nội bộ để thông qua hiệp định tranh lên thuế hai lần ký tháng 3 năm 2006 nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hợp tác kinh tế giữa hai nước. Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi khẳng định với vị trí kết nối ba châu lục Á, Phi, Âu, Ai Cập sẵn sàng làm cầu nối để doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Ai Cập, thúc đẩy sớm triển khai chương trình tiêu chuẩn thương mại HALA, hỗ trợ đào tạo cán bộ Việt Nam về tiêu chuẩn xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường Hồi giáo. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam Ai Cập đã ký kết nhiều văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, khoáng sản, tài chính, đầu tư và ngoại giao. Sau chuyến thăm của Tổng thống Ai Cập đến Việt Nam năm 2017, hai bên đã ký được 9 văn bản thỏa thuận về nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế đến chính trị, ngoại giao, văn hóa, giáo dục và y tế. Những văn bản hợp tác này là cơ sở quan trọng để hai nước triển khai. Tiếp nối thành công này, năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thực hiện chuyến thăm Ai Cập với nhiều kết quả tốt đẹp. Để tìm hiểu sâu hơn về sự kiện này, mời quý vị cùng gặp gỡ Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam, ông Mahmoud Nayen. Cảm ơn Đại sứ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn bạn đã đến Đại sứ quán ngày hôm nay.
Thưa ông, được biết Chủ tịch nước Việt Nam vừa có chuyến thăm Ai Cập. Ông có thể cho biết ý nghĩa cũng như mục đích chuyến thăm lần này. Trước tiên, tôi muốn chia sẻ rằng chuyến thăm Ai Cập lần này diễn ra trong không khí vô cùng nồng nhiệt. Và chúng tôi rất vui mừng khi được tiếp đón Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, bởi đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Việt Nam tới Ai Cập. Do đó, đây có thể coi là một chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử và đặc biệt. Ý nghĩa thứ hai là về bối cảnh. Khi chuyến thăm này được bắt nguồn từ lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, người cũng có chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam vào năm ngoái. Theo đó, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau trong vòng một năm. Chính vì vậy, chúng tôi rất hoan nghênh việc Việt Nam có thể tiến hành chuyến thăm này như đã cam kết. Chủ tịch nước Việt Nam đã có những hoạt động gì đáng chú ý tại Ai Cập thưa ông? Sẽ có rất nhiều hoạt động được diễn ra trong chuyến thăm này, bởi đây là chuyến thăm cấp quốc gia, cũng như là chuyến thăm có sự tháp tùng của phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam. Thế nên, có một chương trình đặc biệt dành cho phu nhân của cả hai nước. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chuyến thăm còn diễn ra các hoạt động văn hóa. Tuy nhiên, về cơ bản, các hoạt động sẽ chủ yếu tập trung vào tình hình kinh tế và thương mại giữa hai quốc gia. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo sẽ tham gia các buổi hội đàm về chính trị, căn cứ vào vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Ngoài ra, hai nước có tổ chức các hoạt động ví dụ như diễn đàn kinh tế không, đúng không? Đúng vậy, bởi sự kiện lần này tập trung chủ yếu vào vấn đề thương mại. Tính đến thời điểm hiện tại, có tới hơn 50 đại diện doanh nghiệp đến từ Việt Nam thăm Ai Cập. Thế nên đây là một sự kiện vô cùng bổ ích để thúc đẩy quan hệ ngoại thương giữa hai quốc gia. Vậy có những thỏa thuận nào được ký kết giữa hai bên thưa đại sứ? Chắc chắn rồi, đã có rất nhiều thỏa thuận song phương được ký kết trong các lĩnh vực như thương mại, nông nghiệp, dầu mỏ, xuất nhập khẩu gạo. Đặc biệt, phải kể đến thỏa thuận về văn hóa, trong đó có việc kết nghĩa hai cố đô của Việt Nam và Ai Cập là Ninh Bình và thành phố Luxor. Ngoài ra, còn có các thỏa thuận trong lĩnh vực nghiên cứu, tiêu biểu là nghiên cứu máy bay không người lái. Bên cạnh đó, còn có các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán, đầu tư cùng rất nhiều lĩnh vực khác. Hiện nay, Ai Cập và Việt Nam đang tiến hành xúc tiến một số thỏa thuận. Do đó, chúng tôi đã nỗ lực để có thể hoàn tất chúng trước chuyến thăm của Chủ tịch Trần Đại Quang, để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo cho rằng cần tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp thiết thực như tôi đã nêu. Thưa ông, năm 2018 là năm Việt Nam và Ai Cập kỷ niệm 55 năm thành lập quan hệ ngoại giao. Để chuẩn bị cho sự kiện này, chúng ta đã có những chương trình và kế hoạch nào để thúc đẩy mối quan hệ chính trị truyền thống tốt đẹp này thưa ông? Trên thực tế, chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 55 năm hai nước thành lập quan hệ ngoại giao. Bởi tháng 9 năm 1963 là cột mốc đánh dấu việc Ai Cập và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Do đó, có thể coi chuyến thăm này chính là sự khởi đầu của hàng loạt các chuỗi sự kiện chào mừng tiếp sau đó. Chúng tôi hy vọng có thể tiến hành tuần lễ văn hóa giữa hai nước trong năm nay. Do đó, Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam kỳ vọng có thể tổ chức và sắp xếp các chuyến thăm giữa đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Ai Cập đến Việt Nam và ngược lại. Thưa đại sứ, ông có thể điểm qua những kết quả nổi bật trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Ai Cập trong năm vừa qua, đặc biệt sau chuyến thăm của Tổng thống Ai Cập đến Việt Nam? Theo tôi, trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, kết quả nổi bật nhất mà Ai Cập và Việt Nam đạt được là việc thành lập một ủy ban hỗn hợp giữa hai nước không lâu trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang. Theo đó, hai nước đã nhất trí thành lập một ủy ban phụ về thương mại. Cụ thể, cuộc họp đầu tiên giữa các thành viên ủy ban đã được tổ chức tại thành phố Cairo hồi tháng 4 năm ngoái. Nhờ đó mà có rất nhiều thỏa thuận thương mại đã được đưa ra bàn thảo. Vì vậy, theo tôi, đây là kết quả nổi bật nhất mà hai nước đã đạt được.
Trong khi đó, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ai Cập lại chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác mà hai nước có thể đạt được. Cụ thể, trong năm ngoái, kim ngạch thương mại mà hai nước đạt được là 370 triệu đô la Mỹ, tương đương với con số 1 triệu đô la Mỹ một ngày. Tuy nhiên, trong khi dân số của Ai Cập là 100 triệu người và Việt Nam cũng vậy, việc kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước chỉ đạt mức 1 triệu đô la Mỹ một ngày, đồng nghĩa với việc quan hệ thương mại giữa hai nước chúng ta còn chưa đạt đến 50% khối lượng thương mại mà người dân hai nước có thể giao dịch trong một ngày. Chính vì vậy, có thể nói con số này là khá khiêm tốn. Do đó, tôi hy vọng rằng diễn đàn doanh nghiệp giữa Việt Nam và Ai Cập cùng với thỏa thuận thương mại giữa hai nước vốn được ký kết trong chuyến thăm này sẽ giúp nâng kim ngạch thương mại Việt Nam-Ai Cập lên mức tương xứng với tiềm năng hợp tác của mỗi bên. Cảm ơn ông rất nhiều. Chuyến thăm của Chủ tịch nước có thể coi là dịp để hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, trong đó có đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh, đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Đây sẽ là các vấn đề được thể hiện trong phần tiếp theo của chương trình. Quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập về chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân được kỳ vọng sẽ được đẩy mạnh sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hiện hai nước còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, dịch vụ, kinh tế biển. Tuy vậy, kết quả hợp tác còn khiêm tốn, với kim ngạch thương mại song phương hiện mới chỉ đạt khoảng 370 triệu đô la Mỹ một năm, chưa tương xứng với tiềm năng thực tế. Dân số của cả hai nước cộng lại là gần 180 triệu người, song tổng đầu tư song phương mới chỉ khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Chính vì thế tiềm năng còn rất lớn. Chúng ta có thể kể đến lĩnh vực dệt may. Việt Nam là nước sản xuất giày dép lớn, còn Ai Cập có thể sản xuất nhiều nguyên liệu thô mà hiện nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang nhập khẩu. Về lĩnh vực nông nghiệp, hai bên đang có sự hỗ trợ lẫn nhau chứ không hề cạnh tranh, ví dụ như hợp tác về công nghệ và kỹ thuật. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi có thể hỗ trợ họ rất nhiều khi đầu tư vào Ai Cập. Chúng tôi có thể cung cấp nhà xưởng, đất đai, ngân hàng và cả thị trường, bởi Ai Cập là cánh cổng cho Việt Nam thâm nhập thị trường châu Phi và cả Trung Đông. Công nghệ của chúng tôi cũng rất tiến bộ và tôi tin rằng nhiều doanh nghiệp Việt Nam muốn đến với Ai Cập. Để thực hiện mục tiêu đạt kim ngạch trao đổi thương mại 1 tỷ đô la Mỹ một năm, cả hai bên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, xây dựng hành lang pháp lý, cơ sở để các doanh nghiệp, các bộ ngành có thể dựa vào đó để triển khai các hoạt động cụ thể của mình. Phía doanh nghiệp cũng cần chủ động hơn trong việc tiếp cận thông tin, tìm hiểu thị trường và tìm kiếm đối tác. Ngoài ra, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mới, nhất là trong thời đại công nghiệp 4.0 và Việt Nam có thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu phần mềm, cũng như dịch vụ bưu chính viễn thông. Đây chính là những lĩnh vực mà hai bên cần khai thác và tập trung nhiều để có thể tăng cường thương mại song phương. Không những thế, Việt Nam và Ai Cập cần chú trọng nhiều hơn nữa về trao đổi, giao lưu văn hóa và trao đổi đoàn giữa các tổ chức ngành nghề, tổ chức văn hóa nghệ thuật với nhau, để hai bên có sự thông hiểu nhiều hơn về nhau, qua đó sẽ làm tốt hơn công tác ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế. Với những tiềm năng vừa đề cập trong phóng sự vừa rồi, đâu là những lĩnh vực chính mà doanh nghiệp Ai Cập đang hướng đến đầu tư vào Việt Nam và ngược lại thưa ông? Chúng ta hãy đừng hỏi đâu là những lĩnh vực mà chúng tôi muốn đầu tư vào Việt Nam. Bởi thời điểm hiện tại, cả Việt Nam và Ai Cập đều đang muốn thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Cả hai nước đều đang muốn thúc đẩy xuất khẩu hơn là nhập khẩu. Nhưng nếu cả hai nước tiếp tục duy trì điều này, chúng ta sẽ không thể cải thiện thương mại song phương. Tuy nhiên, cả hai nước đều có những lĩnh vực thế mạnh. Theo đó, có một số lĩnh vực mà Ai Cập có lợi thế tại Việt Nam. Và tương tự như vậy, có một số lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế hơn Ai Cập. Tôi nghĩ chúng ta hãy để mục tiêu thúc đẩy đầu tư này cho Bộ Kế hoạch và Hợp tác Quốc tế của Ai Cập và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam lên kế hoạch trong lần nhóm họp trong khuôn khổ chuyến thăm. Hai bộ này cũng thường xuyên có các cuộc họp trao đổi trong năm và họ có nhiệm vụ vạch ra các lĩnh vực mà hai nước có thể thúc đẩy thương mại. Nhưng nhìn chung, tôi có thể nói rằng lĩnh vực hứa hẹn nhất mà hai nước có thể thúc đẩy đó là hóa dầu, dược phẩm, nông sản và du lịch. Những rào cản mà các doanh nghiệp hai nước gặp phải khi thúc đẩy giao thương là gì? As I told you, the limitation is perhaps
Như tôi đã đề cập, hạn chế và lợi thế hai nước có thể là chúng ta có nhiều điểm chung về các lĩnh vực phát triển, và có thể Việt Nam đang thành công hơn Ai Cập trong một số lĩnh vực như hàng sản xuất để xuất khẩu, thu về đồng ngoại tệ và đạt nhiều thặng dư thương mại hay thu hút đầu tư nước ngoài. Đây là những lĩnh vực mà Ai Cập cũng đang thúc đẩy. Chúng ta thuộc hai châu lục khác nhau nên không có sự cạnh tranh lớn, nhưng chúng ta cần hợp tác để tìm ra lĩnh vực mà cả hai nước đều có thể hưởng lợi. Tôi nghĩ chúng ta cần có thêm nỗ lực trong việc này. Phần lớn nhiệm vụ thảo luận để vượt qua rào cản này, đó là làm thế nào để hai nước đạt được một thỏa thuận thương mại tự do. Như tôi đã nói, có một số lĩnh vực ưu tiên đối với cả hai nước. Chúng ta có thể xem liệu cách nào Việt Nam có thể bắt đầu đầu tư ra nước ngoài. Việt Nam thu hút được rất nhiều vốn đầu tư nước ngoài, nhưng vẫn chưa đầu tư nhiều, Ai Cập cũng vậy. Theo đó, chúng ta hãy xem có thực hiện được điều này không. Và tôi nghĩ du lịch là một lĩnh vực đáng quan tâm và đem lại lợi nhuận nhanh chóng. Vậy là sư có thể cho biết làm thế nào để chúng ta vượt qua những rào cản giữa hai nước? Tôi nghĩ, chừng nào chính phủ hai nước còn quan tâm, các lãnh đạo của chúng ta đang có những nỗ lực rất lớn trong thúc đẩy thương mại, bởi chuyến thăm lần này rất quan trọng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cho thấy một thiện chí mạnh mẽ. Cả hai vị lãnh đạo đều có chung thiện chí thúc đẩy quan hệ hai nước. Đây là một thông điệp mạnh mẽ cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đó là, dù hai nước cách xa nhau, nhưng luôn gần gũi nhau và các lãnh đạo đang làm việc thực sự. Và nhờ đó, chúng ta sẽ vượt qua mọi rào cản để hiện thực hóa mọi hoạt động, mục tiêu. Và một lần nữa, tôi thấy việc này thật quan trọng. Thêm vào đó, như tôi đã nói, nhiều hiệp định đã được ký kết trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Và tôi tin rằng điều này sẽ đóng góp mạnh mẽ cho thương mại song phương. Là đại sứ tại Việt Nam, kế hoạch của ông trong tương lai như thế nào để thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới? Vâng, tôi có một danh sách các kế hoạch cần làm trong nhiệm kỳ, và tôi gần như đã hoàn thành nó trong 6 tháng đầu tiên của mình tại Việt Nam. Tiếp theo, tôi sẽ tập trung vào thúc đẩy phối hợp giữa các cơ quan chức năng, giao lưu nhân dân và văn hóa. Từ đó, thương mại, đầu tư, kinh tế sẽ phát triển ổn định. Chúng ta đã giúp trong đó cho phép cộng đồng doanh nghiệp cũng như chính phủ hoạt động hiệu quả. Theo đó, tôi nghĩ để thúc đẩy kinh tế hai nước lên tầm cao mới, điều quan trọng là chúng ta cần tăng cường giao lưu nhân dân và giúp người dân nhận thức được tiềm năng giữa hai nước. Tôi muốn xúc tiến nhiều cuộc trao đổi, nhiều hội nghị hơn để mọi người có thể gặp gỡ và trò chuyện để gần gũi nhau hơn, hiểu được đặc tính của nhau. Điều này sẽ đem lại hiệu quả tốt trong tương lai, du lịch và văn hóa. Đây chính là yếu tố cần thiết để con người hiểu nhau hơn và gắn chặt với vấn đề kinh tế, đem lại lợi ích về mặt thương mại cho cả hai bên. Chính vì thế, tôi muốn tập trung vào các lĩnh vực này trong tương lai. Nhìn chung, thúc đẩy giao lưu nhân dân chính là mục tiêu quan trọng. Đây cũng chính là mục tiêu của chính phủ hai nước. That will enable people to work, but we need to encourage more people to people, more partisan cooperation. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Tôi thật vui mừng vì VITV đã đến ngày hôm nay. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của đại sứ Ai Cập tại Việt Nam đã đem đến cho quý vị cái nhìn rõ nét hơn về mối quan hệ giữa hai nước cũng như tiềm năng phát triển trong tương lai. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.